tại Đà Nẵng, chỉ huy tàu tuần dương Vladimir của Hải quân Pháp cùng các sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn đã đến thăm chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu. Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì buổi tiếp. Tàu tuần dương Vladimir của Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4. Vladimir là chiến hạm hoạt động chủ yếu ở Nam Thái Bình Dương, đóng vai trò như cảnh sát biển để kiểm soát ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, tàu dài 93,5 m, rộng 14 m, độ mớn nước 4,4 m, trọng tải gần 3.000 tấn. Trên tàu có một máy bay trực thăng với sân đỗ ở bong sau, nhiều súng pháo xuồng cao tốc cùng hệ thống radar hiện đại. Chuyến thăm của tàu hải quân Pháp lần này sẽ có phần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hải quân hai nước nói riêng và quan hệ quốc phòng Việt Nam Pháp nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.